Chào lại tất cả anh em trong nước ha. Mình ở Đồng Tháp nha anh em. Anh em có nhu cầu máy móc gì thì cứ gọi lại mình ha. Hôm nay mình quay cái này, cái mẫu máy coi. Nếu anh em nào mà có phù hợp thì gọi lại đặt đặt giống như cái mẫu này ha. Có anh khách đã đặt rồi, nhưng mà mình quay cái mẫu lên ha. Anh em có nhu cầu thì cứ cứ gọi lại. Mình làm công việc mình như thế nào á thì mình đặt theo cái kiểu đó cho nó phù hợp. Bên mình là gia công giao lữ đồ hết đó, cho nên là anh em cứ cứ gọi lại mình nói rõ con máy mình cần cái gì, chức năng làm việc như thế nào đó thì mình cứ gọi lại. Còn cái này là cái nhu cầu của ông anh ông đặt máy đã xong rồi thì mình quay lên là mình cũng giao luôn nè. Máy này thì nói chung thì anh em muốn muốn xài nguyên cái xài nguyên bản của cái động cơ đó, nguyên bản động cơ bãi luôn á thì anh em xài. Còn anh em muốn lắp động cơ như khách này á thì lắp động cơ Oshima vô là 7,5 nè, cốc xéo. Là máy thì máy mới, còn cái sườn là sườn sườn bãi ha. Mà sườn bãi thì anh em biết rồi đó, chất lượng của cái hộp số bãi thì khỏi phải nói rồi, của Nhật thì khỏi nói rồi. Động cơ Oshima thì nó có tiếng ở thị trường của Việt Nam mình hồi xưa tới giờ, nó không có thể nhái giống như mấy cái hàng trôi nổi như dán tem Honda đồ hay là bất cứ thứ gì đó, thì anh em mua thì dễ bị lầm máy ha. Rồi thì mình nói sơ sơ vấn đề đó thôi. Còn con máy này đây mình nói chức năng nè, khách người ta đặt là đào được rãnh. Cái bộ này là bộ đào được, với lại anh em tạc đất cũng được luôn ha, tạc đất vô gốc cây nè. Cái bộ này thì nếu anh em có máy rồi muốn đặt cái bộ này thì 1,2 triệu một bộ đó, là dao lưỡi bằng nhíp hết, chứ không phải anh em nhìn cái kiểu mà, chứ không phải giống lưỡi chợ lưỡi bãi gì hết ha. Nó rất phù hợp, đào rất là ngon, nó sẽ tăng công sức máy lên nhiều lần, cái đó là cái thực tế, chứ không có tăng cái hiệu quả làm việc. Nó thực tế chứ mình nói nhiều khi anh em nói quá thì có xài rồi mới biết đó. Còn lúc mà mình moi đất thì mình để như thế này đó, để thế này rồi mình quay cây cần lại, mở cái này ra đó, mở lỏng này ra quay cần lại ha. Rồi số thì mình đi số lùi lại ha, là lúc đó mình đào đất. Còn anh em muốn sâu cạn thì cứ tăng đưa cái bánh ngoài sau đó. Rồi lúc mà anh em muốn xới đất, cái này là tại vì làm hai cái chức năng, một chức năng đào đất với một chức năng xới cào cào. Thì lúc mà xới cào cào anh em tháo cái bánh này ra nè, nè cái chân nó ở đây nè, anh em tháo bánh tháo đuôi ra, tháo bánh tháo đuôi ra, bắt đầu lắp cái chân vô đó, lắp chân vô rồi lắp cái bộ lưỡi cào cào này vô cái bánh bộ vật. Còn bộ lưỡi này thì mình cũng nói luôn cho anh em ha, thì mình là anh em muốn bao nhiêu đường đi xới được bao nhiêu đó thì anh em nói mình biết nó là nó. Còn một bộ này thì mình làm trung bình là một tấc, có nghĩa là 80 phân, một là 8 tấc á, nó là 1,8 triệu một bộ, gia công chọn bộ gì nó. Còn cái còn con mình trở về con máy này thì đào, nếu mà đào đất á, thì anh em mình có làm cái cốt để nối nè, cặp cốt để nối cái bánh ra cho nó xa ra, để cho nó né cái ra khỏi cái đường mình đào đó, khỏi cái rãnh, khỏi cái hố rãnh mình đào đó, là cho nó đi trên mặt đất á, chứ mình để như vậy thì nó sẽ sập xuống cái hố nó, cho nên là đưa ra xa, đã nằm trên bờ trên mé đó. Còn cái lưỡi xới cào cào này thì thường thường người ta gọi máy nhảy đó, nhưng mà đưa cái bộ lưỡi mình vô là nó cứ moi đất rất là ngon, chứ không có nhảy lưng tưng mà nó chợt chợt nhào nhào ở trên, giống như anh em từng thấy cái lưỡi bãi hoặc là lưỡi chợ họ lắp vô đó, gặp đất cứng là sẽ chợt nó nhảy. Còn đưa vô máy này mà đưa vô bộ dao này là không bao giờ nhảy được ha. Đó là cái kỹ thuật bên mình làm dao lưỡi đó. Rồi thì
để mình khởi động sẵn cho khách xem luôn ha. Về rồi giật lên mình khởi động cái phần đào đi, còn phần cào cào thì lắp vô chạy thôi. Cho lưỡi nó quay nè, đẩy đẩy lên cho lưỡi quay lên ra lớn một tí tới luôn. Đi lùi lại, đi lùi lại. Rồi, được rồi. Đó. Vậy thôi. Rồi, được rồi. Đó, có. Tắt máy đi. Còn anh em lúc mà ngắt con á thì cái dây cu ro trong này nó dùng thì nó cọ, anh em nghe nó dè dè đó là lúc mình ấy là dây cu ro nó dùng lại là nó cọ hơi này một chút là nó hết chớn, nó hết thôi, nhưng mà điều anh em đẩy lên là không có tiếng động nào ha, chứ nó không ảnh hưởng gì, cho nên là mình xài máy thì quan trọng là mình muốn bền thì mình phải bảo dưỡng cái dầu nhớt này kia định kỳ á. Thì cái điều đó thì ai xài máy cũng phải tuân thủ theo cái nguyên tắc đó. Nó còn bữa nay thì mình cũng tiếp tục mình chuẩn bị con máy đó, mình gia công thêm cho cái sắp thêm theo cái lịch cho ông anh khác đặt. Còn con máy này thì mình giao, còn anh em có nhu cầu mình chỉ quay là quay cái chức năng làm việc coi anh em có phù hợp y như con máy này thì gọi lại cho mình, rồi mình sẽ báo giá rõ ràng, rồi mình sẽ lên lịch. Anh em nhớ là mình tính toán cho kỹ, nếu mà thấy tin tưởng được bên cửa hàng mình thì anh em hả gọi lại nha. Còn nếu mà anh em cứ đi, nếu mà dò tình hình này kia thì tốt nhất thì anh em cứ xem cái clip đó, rồi coi của mình làm ăn đó là sao. Chứ còn kiểu mà anh em dò mà anh em gọi mà cả buổi trời mà anh em không có là được gì là mất thời gian cho cả hai ha. Nếu dò thì mình có, người ta có cái clip sẵn hết á, thì cứ dò giá, cứ nghiên cứu. Còn bên đây là làm gia công tất cả cho nó phù hợp cái ý của anh em đó. Còn máy thì rất là nhiều kiểu máy nè, anh em muốn xới tạc là mấy máy này chưa dọn, máy của bên Nhật mới về chưa dọn xới tạc máy, tất cả những thứ nè, anh em phù hợp cái nào thì anh em cứ gọi lại, mình làm tất cả những loại máy làm giường cho anh em đó. Mấy con này máy bên mình toàn bộ là zin hết ha. À, trừ khi mấy động cơ thì anh em thích động cơ mới thì mình sẽ lắp động cơ mới thôi, còn mấy thì mình làm sẽ mua nguyên con tùy theo cái lựa chọn cái sức ngựa đó. Cái con này nó tới 7 ngựa nè, đó của hãng Giang Ma. Máy này hình như nó có đời luôn nè anh em, phá đời đây nè. Con này thì đa năng, rồi anh em muốn làm chục băm cỏ hay là các thứ, cái nói chung là bất cứ cái gì anh em cứ gọi lại nó, nếu mà tin tưởng anh em, còn không tin tưởng thì bây giờ mình nói chuyện nó cũng không vô đâu hết á. Đó, nếu tin tưởng thì mới làm việc được ha. Đó, rồi thôi bây giờ mình cũng kết thúc cái clip này ha. Anh em có nhu cầu tất cả những gì đó thì cứ gọi lại bên mình, rồi đặt hàng mình sẽ lên lịch. Lên lịch mình hẹn ngày giao cho anh em, mình làm xong mình sẽ quay lại tất cả cho anh em xem, rồi lúc đó là mình sẽ giao hàng thôi. Chào tạm biệt anh em ha.